Alo tôi đây. Alo, này, mày đâu rồi? Mọi người đến đủ cả rồi, thiếu mỗi mình mày thôi. Bạn với cả mọi người cứ ăn trước đi. Đợi tôi làm cái gì? Tôi vừa giải quyết xong chút việc ở công ty. Thế làm sao được? Mày cứ đến đi, anh em tao chờ được, nhá. Đây 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 nhá, bây giờ qua luôn đây, thế nhá. Được rồi, để xem mày lên mặt với tao được bao lâu. Mời ăn cơm còn sang chảnh, con loại mày sau này không có cám ăn được con ạ. Đúng là chủ tịch của các. Một muộn mười chờ. Nó cứ như kiểu một mình nó có công việc không bằng. Giờ mới biết à? Không muốn chờ đợi thì cố mà lên làm chủ tịch đi. Để tao xem là nó còn làm chủ tịch đến bao giờ. Hiểu như nào luôn, hẹn hò hơn cái trò hề lâu thế không biết. À đây rồi, đây rồi nào. Chào bạn à. Bạn ngồi đi bạn. Em chào anh ạ. À mọi người ngồi đi. À tôi cũng xin lỗi mọi người, bởi vì công ty tôi có chút chuyện nên bây giờ mới đến được. Không sao. À anh ơi, à, đây hôm nay em có món quà dành riêng cho anh. Đồng hồ em nó mới đi Ý về. Em lấy một chiếc để tặng cho anh. Hàng lý mới từ đấy anh ạ. Cả thế giới mình có 5 chiếc thôi. Anh nhận giúp em cho em vui. Chiếc đồng hồ giá trị thế này, cậu cứ để lại mà dùng. Anh giúp em nhiều trong công việc như thế. Cái này có bỏ bèn gì. Thôi anh nhận giúp em cho em vui. Giả tạo. Nếu mà cậu có lòng như thế thì mình cảm ơn. Với lại, mọi người cũng không cần phải khách sáo với tôi như thế đâu. Dù gì chúng mình cũng là bạn, không thì cũng toàn là anh em cả. Nếu trong công việc ấy, mọi người có khó khăn gì, cứ nói với tôi một câu, giúp được, nhất định tôi sẽ giúp. Thôi, chúng ta ăn đi. Mọi người dùng đi. Anh đến muộn, chắc đói lắm nhở? Anh ăn cái này đi. Anh ăn nhiều, thì mới có sức khỏe để làm việc chứ. Cảm ơn em, cứ để anh tự nhiên. Anh cứ để em chăm cho anh. Nào bạn, tôi uống bạn một ly. Lâu quá anh em không ngồi với nhau còn gì nữa. Chúc sức khỏe bạn nhé. Chúc sức khỏe bạn. Đấy. Xin mời. Ui, tôi chết. Ôi, tôi sơ ý quá. Xin lỗi bạn, xin lỗi bạn. Không sao đâu. Mà thôi, mọi người cứ dùng bước đi nhé. Sao anh chơi quả được đấy? Dày với tao mà sòng. Kìa bạn, tôi xin lỗi bạn nhé, vô ý quá. Có chuyện gì đâu, cho nhỏ ấy mà. Hay để em chạy xuống xe em lấy cho anh cái áo. Anh mặc cho đỡ ướt. Ừ, phải đấy. Không cần đâu, thôi nào, mọi người uống đi. Chúc sức khỏe nhá. Ôi, mọi người tự nhiên nhé, tôi có điện thoại, xin phép. Cái này. Alo, ơi, anh đây. Thật á? Này, tập đoàn Thành Trung phá sản á? Không đùa đâu nhá. Ôi. Không thể tin được. Cảm ơn nhé. Bạn, tôi uống bạn một ly. Tạ tội với bạn. Lúc ấy sơ ý quá. À, chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe nhá. Cậu làm cái xò gì đấy? Này, Khánh say quá, nên mất khôn à? Nó phá sản rồi. Chúng mày ở đây mà nịnh bợ nó nữa à? Không còn gì lợi dụng nữa đâu. Phá sản là phá sản thế nào được? Một tập đoàn lớn như thế này, nói phá sản là phá sản được ngay. Mày không tin à? Hả? Thế thì lên mạng check đi. Giờ này thì chắc là báo chí cũng đăng tin đầy rồi. Alo. Em xác minh cho anh cái thông tin tập đoàn Thành Trung xem nào. À chuẩn à? Có thật không? Mẹ nó chứ.
mất bao nhiêu công sức của tao. Phá sản thì còn đến đây làm gì nữa? Hay là lại định nhờ vả gì bọn này? Mọi người cũng rửa mặt nhanh nhỉ? Trời đánh thì cũng tránh miếng ăn. Làm gì thì làm, để cho anh tôi ăn đã chứ. Ăn đi anh. Ăn đi. Không sao đâu, em ngồi xuống. Cảm ơn cậu. Tôi sẽ không quên đâu. Làm sao mà quên được. Đây có thể là bữa ăn ngon cuối cùng mà mày được ăn đấy. Cố gắng mà ăn cho hết đi. Mà còn cái này. Bây giờ thì nó không còn xứng đáng với mày nữa rồi. Thôi, để tao đi tìm người khác tốt hơn, hợp tác. Các người đối xử với anh ấy như vậy mà được à? Anh Trung luôn giúp đỡ các người. Vậy mà bây giờ lúc khó khăn, các người lại quay ra cắn trả. Thế tôi hỏi cô nhá. Một món đồ tuy có giá trị, nhưng khi hết đắt, cô có dùng không? Cuộc sống mà, sống không vì mình thì trời tru đất diệt. Đúng. Vậy thôi. Còn mày, chắc là chưa quen cảm giác này hả? Mày ở trên cao lâu quá rồi, mới bị đạp xuống, chắc chưa quen nhé. Còn em, thằng này ấy không còn gì nữa đâu. Theo anh, cái gì cũng có nhá. Bỏ tôi ra. Loại người như anh, đến bạn thân đã giúp đỡ mình nhiều như vậy anh còn phản bội được. Mình đừng mong người khác đối xử tốt với mình. Cái gì? Mày muốn dám lên mặt với tao á? Mày muốn không? Thôi đi. Đúng là khi giàu thì bạn bè biết mình là ai, còn đến khi nghèo mới biết ai là bạn. Hạng người như các cậu tôi không thèm chấp. Trang, về thôi em. Để anh nhanh đi vật kịp. Các người cứ chờ đấy. Chuyện chưa kết thúc ở đây đâu. Đến lúc đấy, đừng có đến mà xin xỏ. Ôi anh em, nâng ly nào. Chúc mừng. Đáng đời. Cái loại lúc nào cũng tỏ ra mình sang chảnh. Ôi anh đây. Cái gì? Này, tao không đùa mày đâu nha. Tại sao cái chuyện phá sản này mày lại mang ra đùa được? Chết tao rồi. Đùa là như thế nào? Sao cái chuyện phá sản mà anh lại mang ra đùa được? Tao không đùa. Tao là người bị đùa. Nhưng mà thằng Trung nó không phá sản. Chết cả lũ rồi. Anh có cần thay đồ không ạ? Để em gọi người mang đồ qua cho anh. Không cần đâu. Này, em gọi về cho công ty, bảo người ta viết một bài là công ty mình làm ăn phá sản cho anh nhá. Công ty mình đang làm ăn tốt như vậy, sao anh lại muốn làm thế ạ? Con người đa diện, chúng ta không thể nhìn ra hết được. Anh muốn thử thách một số người, em cứ làm cho anh. Dạ vâng ạ. Mình đi thôi. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tôi chết rồi. Không được. Này, đuổi theo ngay lên đi. Trung. Tôi. Anh ơi, anh tha lỗi cho bọn em. Lúc nãy bọn em say quá cho nên là hơi mất kiểm soát ạ. Rượu mà. Anh đánh em đi. Thôi đi. Các người đừng có giết nữa. Tôi đã cố gắng tạo điều kiện cho mọi người, nhưng đổi lại tôi được cái gì? Tôi sẽ không bao giờ cho phép ai được trà đạp tôi lần thứ hai đâu. Đúng là quả báo đến sớm. Sao lúc các người làm như vậy, các người không suy nghĩ đến hậu quả của mình đi. Thank you.
này nhá. Đừng có tìm tao nữa. Chưa xong việc đâu, chụp ảnh đi. Đang cắm sừng tôi hả? Anh bỏ cái tay của anh ra. Chúng ta bây giờ đã kết thúc rồi. Trễ quá, kẹt xe, đợi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới. Thư này. Làm sao? Hôm nay giám đốc lại rảnh rỗi gọi tôi ra đây à? Thư bảo giúp tôi với. Giúp cái gì? Trời ơi, bà đừng là giám đốc, tôi giúp cái gì được cho bà? Hay là lại cãi nhau với anh Hoàng chứ gì? Tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, anh Hoàng là người thực sự rất là tốt. Bà ấy lúc nào cũng công việc có để ý đông gì đâu. Bà ấy đừng có cãi nhau nữa, nhìn đi một tí đi. Không phải mà. Thế thì làm sao? Tôi đã phá sản rồi. Phá sản á? Bây giờ tôi đã mất trắng. Cái số tiền mà tôi đã đưa cho bà mua nhà ấy, bây giờ bà đưa lại cho tôi có được không? Phá sản rồi đúng không? Phá sản mày gọi tôi đây làm gì? Hả? Tư. Bà. À, tôi hiểu rồi. Mà định xin tao miếng cơm rồi đúng không? Không rồi. Này, cho mày. Coi như tao bố thí cho mày nhá. Đừng có tìm tao nữa. Đây. Không phải, tôi. Sao, mày chơi ít à? Thôi, coi như cái tiền này tao mang cho bọn ăn xin. Ăn mày, nó còn đáng thương mày. Thế nhá. Ờ, em đứng qua đi, anh chụp cho. Nào, cười lên nào. Nào, 3, 2. Ơ cơ, con gấu điên này. Không nghe thấy người yêu tao bảo muốn chụp ảnh à, hả? Này. Chưa xong việc đâu, chụp ảnh đi. Tưởng là ai, mà sao là người quen à? Ôi, bây giờ nghèo kiết xác đến cái độ phải đi phát tờ rơi ấy hả? Không liên quan đến cô. Đúng là không liên quan đến tôi. Nhưng mà thông báo cho cô một tin vui nhá. Tôi và anh Hoàng ấy là người yêu của nhau rồi. Tôi đã khổ sở đi kiếm tiền như thế này rồi mà anh vẫn phản bội tôi được à? Thì sao? Cô xem lại cô xem. Xem cô có xứng đáng với tôi không? Hả? Mà nói thẳng nhá, tôi không thích cô. Được chưa? Mà tôi nói cho cô biết, tôi với Thư ấy là một đôi rồi. Còn cô ấy, tôi chỉ coi cô là công cụ kiếm tiền của tôi thôi. Thôi, nói nhiều với nó làm gì anh? Bẩn cả họng ra, người ta tưởng mình cùng đẳng cấp với cả nó. À, mà tôi và Thư đã dọn về nhà cô mua cho tôi rồi đấy. Tôi với Thư ở nhau được 3 tháng rồi. Ngôi nhà tuyệt lắm. Chúng tôi đã làm rất nhiều điều thú vị trong ngôi nhà. Cái gì cơ? Các người. Thôi, phát tờ rơi tiếp đi. Đây, cô đừng đau buồn. Cô càng như này thì bọn họ càng vui mà thôi. Cách tốt nhất ấy mà cô muốn trả thù họ là phải sống vui lên. Thank you.
Linh, em nghỉ ngơi chút đi. À, hôm nay em có hẹn với bên đối tác đúng không đấy? Ừ, họ muốn gặp em ấy, để bàn bạc kỹ hơn. Thôi, em không đi đâu. Anh đi với trợ lý của anh đi. Em đi lại. Đấy, anh biết ngay là em lại như thế mà. Đấy, anh có cái này tặng em. Cái này được khách hàng giới thiệu đấy. Cái gì đây anh? Đây là bộ sản phẩm của Kohino. Sữa rửa mặt Rich Skin What Form có tinh chất tảo biển, nano vàng và tinh dầu hạt nho, có thể diệt khuẩn, chống mụn, chống lão hóa. Trong này ấy còn có cả serum Rich Skin HA+ với sự kết hợp đặc biệt giữa tảo biển và nano vàng ấy sẽ giúp hạn chế tình trạng mất nước, da khô bong chóc, còn có thể trị nám và vết thâm nữa. Dưỡng da rất là hiệu quả. Em thử dùng đi. Em dùng chưa chắc đã hiệu quả. Thì em phải dùng thử thì em mới biết chứ. Dám cắm sừng tôi hả? Anh bỏ cái tay của anh ra. Chúng ta bây giờ đã kết thúc rồi, chẳng còn là cái gì cả. Cô tưởng chia tay với tôi mà đơn giản thế á? Tôi sẽ cho cô biết tay. Biết tay thế nào? Bây giờ ấy, anh đụng vào một cọng tóc của tôi thôi, anh sẽ trả giá đắt đấy. Cô anh tưởng bây giờ mình vẫn là giám đốc à? Anh bây giờ ấy khác gì mà nhân viên quèn không? Loại rẻ rách. Cô đúng là loại đàn bà. Đàn bà? Đàn bà cái gì? Mở mồm là đàn bà. Anh nghĩ là do con đàn bà sinh ra đấy. Còn nữa, đã nghèo kiết xác rồi ấy thì mau kiếm cơm mà trả nợ đi. Đừng có tìm đến tôi. Cứ muốn tôi chết theo anh á, không đời nào đâu. Tôi sắp sửa thành phu nhân của giám đốc tập đoàn Sang Vũ rồi. Anh đừng có tìm đến tôi nữa. Người quen của em kìa.
Mình ra đấy một chút chứ. Kìa, trả anh ta cho cô đấy. Kìa Linh, sao em lại đến đây? Sao? Anh bất ngờ quá à? À, dạo này anh sống thế nào rồi? Em thay đổi nhiều quá. À đấy là cũng phải nhờ anh đấy. Tôi phải cảm ơn anh. Bây giờ bỏ anh tôi đã tìm được hạnh phúc. Anh liệu có thể... Sao? Anh ném cái mùi vị bị coi thường và bất bỏ. Anh cảm giác như thế nào? À, nếu mà rác anh vứt đi rồi thì anh có nhặt lại không? À quên, tôi còn chưa nói với cô nhở. Giám đốc của công ty Sang Vũ ấy, có vợ và có con rồi đấy. Thế thì vợ của anh ta ấy, còn là chủ tịch cơ. Cô tự hỏi xem, thế thì anh ta có bỏ vợ không? Đi anh. Điều kỳ diệu mang tên Kohino. Bây giờ anh xem tính như thế nào đi. Chẳng nhẽ cứ ngồi chờ chết đói như thế này à? Lại còn suốt ngày bị gọi điện đòi nợ nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi đấy. Thì anh đang nghĩ đây. Dịch ra như này thì làm ăn được cái gì? Ngày xưa lúc muốn lấy tôi ấy, cánh hứa này hứa nọ, cuối cùng cũng đổ hết của cải vào làm ăn. Bây giờ tôi chỉ còn mỗi cái căn nhà này là của hồi môn thôi. Hay là anh định phá nốt? Này, chuyện làm ăn ấy anh cũng đã bàn bạc với em. Em cũng đã đồng ý rồi. Bây giờ em đổ hết lên đầu anh làm như nào? Ừ, thì tại tôi ngu, đi tin một kẻ bất tài vô dụng như anh. Bây giờ người ta đòi tiền không được, đến đòi mạng tôi cũng phải chịu đây. Giờ nghĩ lại thấy con Trang có phúc, không rước phải cái loại như anh làm chồng. Úi dồi ôi, anh Trung ơi, xem thế này có choáng không chứ? Dây, mấy cái ca tử vong vì Covid ý, nhiều lắm rồi, xem làm gì cho mệt người. Không phải, là con Trang người yêu cũ của anh ý. Đây này, bây giờ nó làm giám đốc công ty lớn đấy. Thôi, không xem nữa. Bây giờ anh thấy cô ta giàu có, anh định quay lại cái gì? Ơ, vật. Em bảo này. Điên à? Bây giờ còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa? Lại còn định... Thì anh cứ thử gặp xem. Bây giờ mình cũng biết trông chờ vào ai đâu. Nhỡ đâu cô ta đồng ý giúp thật thì có phải là tốt hơn không? Chẳng nhẽ anh định để người ta đến đòi mạng thật à? Thử liên lạc xem. Nhỡ cô ta đồng ý gặp thì tốt. Mà biết đâu cô ta cũng chả thèm ngó tới anh nữa chứ. Em vẫn khỏe chứ? Anh thấy đấy, tôi vẫn ổn. Thậm chí là rất ổn. Cũng đúng. Thoát khỏi được cái thằng khốn nạn như anh thì em phải ổn hơn rồi. Thôi, anh có vấn đề gì thì cứ nói thẳng đi. Anh vòng vo như này tôi không quen. Anh muốn mượn tiền. Tôi biết ngay mà. Tự nhiên anh liên lạc với tôi, chắc chắn là chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Sau gần ấy thời gian, anh vẫn chẳng khá lên nhỉ? Phải. Anh là một thằng khốn nạn. Đến cả bây giờ anh vẫn khốn nạn. Nhưng mà anh không biết làm cái gì cả Trang à. Anh làm ăn thì vơ nợ. Ngày nào chúng nó cũng đến đòi tiền anh, đòi mạng anh. Anh... Thì sao? Tôi đâu có nghĩa vụ về chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh. Phải, em nói đúng. Nhưng mà bây giờ anh không biết bấu víu của ai nữa. Cho nên anh mới nhục nhã đến đây để cầu xin em giúp đỡ anh. Trang, em anh giúp anh đi. Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ đối xử tốt với em. Anh sẽ... Thôi, anh đừng có thề thốt nữa. Lời nói của anh chẳng ai tin đâu. Muốn người khác tin, phải chứng minh bằng hành động.
sao rồi? Nói đi. 200 triệu. Thấy chưa? Em bảo mà, cô ta còn nặng tình với anh lắm. Anh chịu khó dụ dỗ cô ta thêm một thời gian nữa, kiểu gì cô ta cũng đưa cho anh nhiều tiền hơn. Cái gì? Anh bỏ cô ta phụ như thế mà mới gặp lại cô ta đã đưa cho anh cả một đống tiền thế này rồi. Anh chỉ cần quay về bên cô ta là chắc chắn cô ta sẽ đồng ý ngay. Tội gì? Vừa phải thôi. Cô định biến chồng mình thành cái gì? Trai bao hay như nào? Ôi dào ơi, cứ nghĩ mình đàng hoàng thì là mình đàng hoàng, có làm sao đâu. Anh chỉ cần bảo là em và anh đã ly hôn rồi, cứ cặp bồ thoải mái, chỉ cần mang tiền cho em về là được. Này, liêm sỉ của cô ấy, vứt cho chó nhai à? Liêm sỉ á? Thế liêm sỉ có giúp tôi trả nợ không? Có mang ra ăn được không? Hả? À, bây giờ đầy người chết đói vì không có việc làm ngoài kia kìa. Anh có việc thì lại không chịu làm. Cứ coi như đây là công việc kiếm tiền của mình đi, có làm sao? Cô có biết mình đang nói cái gì không ạ? À? Anh bớt sĩ diện đi. Vừa có vợ, vừa có bồ, lại còn kiếm được tiền nữa. Đầy người ngoài thiên hạ muốn nhanh còn không được, lại còn sĩ mới trả diện. Cô hãy nhớ những gì mình nói ngày hôm nay. Nếu mà xảy ra chuyện gì ấy, đừng có trách tôi. Anh có chuyện gì à? Anh không. Chỉ là anh đang cảm thấy hối hận vì ngày xưa đã bỏ em đi theo cô ta. Bây giờ anh mới nhận ra em mới chính là chân ái của cuộc đời anh. Chẳng qua là bây giờ tôi có tiền, thế nên anh mới cảm thấy như vậy thôi. Anh biết là em không tin anh, nhưng tất cả những điều vừa rồi là anh nói thật. Chàng, chúng ta... Thôi, anh cứ dằn vặt về chuyện quá khứ mãi làm gì. Cứ coi như bây giờ chúng ta là bạn. Không, anh không muốn làm bạn bè với cả em. Hãy cho anh cơ hội để sửa sai. Anh thề, anh sẽ nghe lời em. Em nói gì anh cũng làm. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh xin em đấy, hãy cho anh cơ hội để anh có thể yêu em thêm một lần nữa. Anh hứa, anh sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình. Nếu anh mà nói dối ấy, anh sẽ bị sét đánh. Thôi, anh không cần phải làm quá mọi chuyện lên như vậy đâu. Tôi đã nói giúp thì nhất định tôi sẽ giúp anh. Bây giờ tôi sẽ đưa anh qua cho một người bạn, anh ta sẽ đầu tư cho anh. Anh biết là em tốt với cả anh mà. Anh hứa từ sau, anh sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Ơ, anh về rồi đấy à? Đi mấy ngày rồi, chắc là làm cô ta ngã vào lòng anh rồi gì. Đây không phải là điều cô muốn à? Sẽ sao cái gì? Em đùa một chút thôi mà. Thế cô ta đưa cho anh bao nhiêu? Đây, cầm lấy và ký vào đơn đi. Cái gì? Anh muốn ly hôn à? Không có đâu nhá. Tôi cho anh đi dụ dỗ cô ta ấy là để mang tiền về cho tôi, chứ không phải là anh... Sao? Tôi đã nói với cô rồi, cô muốn tôi đi với người khác ấy, hậu quả như nào cô đừng có trách cơ mà. Anh... Ngày xưa ấy, tôi mù quáng quá nên mới chạy theo cô. Nhưng bây giờ mắt tôi sáng rồi, tôi mới chợt nhận ra Trang mới chính là người tôi cần. Và tôi sẽ không bao giờ làm mất Trang nữa đâu. Nghe thanh bạch cao quý quá nhở. Nếu cô ta mà biết anh cố tình tiếp cận cô ta chỉ để moi tiền ấy, thì liệu cô ta còn đồng ý ở bên cạnh anh không? Vấn đề này thì cô cứ yên tâm, tôi hiểu chắc rất là rõ. Cô ấy rất dễ mềm lòng. Với lại bây giờ chúng tôi đang rất là hạnh phúc. Thôi, cứ suy nghĩ đi. Hẹn gặp nhau ở tòa nhá. Ai cho anh ly hôn? Anh đứng lại cho tôi. Anh Trung! Anh Trung. Trang. Có chuyện gì đấy? Anh... Trang, anh yêu em. Anh có thể cưới em về làm vợ được không? Anh hứa, anh sẽ chỉ yêu mình em, sẽ chăm sóc cho em, cùng em sinh con. Chúng ta cùng nhau để tạo dựng một gia đình hạnh phúc em nhé. Khốn nạn!
Còn cô ngủ với chồng người khác. Cô đúng là loại đàn bà bẩn thỉu. Cô là ai? Tự nhiên xông ở nhà tôi xong chửi bới. Mời cô đi ra ngoài cho. Mày lại giả vờ không nhận ra tao à? Chính tao là người đã cướp anh ta khỏi tay mày 3 năm trước. Và bây giờ ấy, mày cũng không có cửa để cướp lại đâu. Anh Trung, thế này là thế nào? Anh nói là anh ly dị vợ rồi cơ mà. Cái Trang, không phải như vậy đâu. Cô ta chính là cái con quỷ hút máu người. Để anh đuổi cô ta đi nhá. Buông ra. Anh dám đuổi tôi đi á? Được, anh đã vô tình ý thì tôi cũng sẽ cả nghĩa. Tôi sẽ nói cho cô ta biết tất cả sự thật. Cô dám? Sao tôi lại không dám? Tôi sẽ cho cô ta biết bộ mặt khốn nạn của anh. Để anh xem cô ta có đồng ý ở bên cạnh anh nữa không. Cãi nữa đi, cãi nhau to mà. Tôi vẫn đang lắng nghe đây. Kìa em nghe anh giải thích đã. Anh không cần phải giải thích. Tôi biết tất cả mọi chuyện. Tôi biết tại sao mà anh lại muốn đến với tôi. Tiền và tất cả những thứ tôi cho anh chỉ là để dụ anh vào bẫy thôi. Ý em là... Anh cứ thử ngẫm lại xem. Tại sao quán của anh ngày một thưa khách đến mức mà phải sập tiệm? Có phải là do dịch không? Vậy là chuyện khách bị ngộ độc thực phẩm, rồi đến cả chuyện nguyên liệu bẩn nữa đều là do em làm. Anh sai rồi. Tôi chỉ giúp đưa nó ra ngoài ánh sáng thôi. Cô, sao cô dám làm như thế? Sao tôi lại không dám? Trước đây, anh ta bỏ tôi với cái thai trong bụng để chạy theo cô. Tôi bị sẩy thai, bây giờ không thể làm mẹ được nữa. Cô nghĩ tôi có nên hận anh ta không? Chàng, thực sự là anh không biết em đang có thai. Tôi chưa kịp nói thì anh đã cao chạy xa bay rồi. Thử hỏi anh có biết được không? Khó khăn lắm tôi mới có thể quên được chuyện này. Thì anh lại một lần nữa xuất hiện, lại còn nhắc cái chuyện con cái với tôi. Tôi hận là không thể xé tan cái miệng của anh ra. Anh thấy chưa? Bây giờ anh còn muốn ở bên cạnh cô ta nữa không? Cô đi đi! Tất cả là tại cô. Đời tôi quá xui xẻo khi gặp cô đấy. Anh nói thế là sao? Các người im hết đi, cút ra khỏi nhà tôi. Kìa Trang, em đừng có làm như thế. Bây giờ mà em bỏ anh, chuyện làm ăn của anh sẽ tan tành mất. Anh còn nhiều khoản nợ. Năm xưa anh bỏ tôi để chạy theo tiền của cô ta. Bây giờ tôi sẽ cho anh nếm trải cảm giác không có tiền sẽ đau khổ như thế nào. Anh nghĩ tự nhiên mà tôi lại để cho anh biết là tôi có tiền à? Tự nhiên tôi lại đi vay tiền cho anh. Vậy ý em là em đã gài tôi. Em... Các người về nhà mà gặp nhấm nỗi đau rồi đi. Tham lam quá thế nên mới sập bẫy đấy. Vì tiền mà bán chồng, bán hết liêm sỉ, để cho chồng đi ngoại tình với người phụ nữ khác. Đào mỏ để mang tiền về cho cô. Quả báo sẽ đến với cô sớm thôi. Trang, anh xin em đừng có bỏ anh. Thực sự là bây giờ không có em, anh không thể sống nổi. Chúng nó sẽ giết anh mất. Anh im đi, anh đừng có nói gì nữa. Các người cút ra khỏi nhà tôi. Bà xem đi, con túi này tôi vừa mới săn được đấy, xinh không? Thưa cô, đây là văn phòng làm việc. Mời cô ra vào gõ cửa và đóng cửa cẩn thận. Còn không ra làm lại đi. Mời vào. Con không đóng cái cửa vào. Đây này. Tôi vừa mới săn được em túi này. Siêu xịn, siêu xịn sò đấy. Bà không biết là tôi đã phải vất vả như nào mới săn được em nó đâu. Thôi, tôi xin cô. Cô đừng có săn hàng hiệu nữa. Cô lo mà săn người yêu đi. Chứ tôi không dành cả tuổi thanh xuân để lo cho cô mãi được đâu. Cô Nương ạ. Ai mà cần chứ. Tại vì tôi biết ý, bà sẽ lo cho tôi mà. Mấy cái lũ đàn ông kia không thể nào mà bằng bà được nhờ. Gớm, chị giỏi nịnh. Cô muốn tôi cắt thưởng tháng này không? Ê,
đông mà. Bà nỡ lòng nào để cho con bạn của bà không sẵn được cái em túi này. Bà mà làm như thế nhá, là tôi không có bạn bè gì nữa hết. Thôi, sợ cô rồi, chuyển trước cho cô 2 tháng lương, được chưa? Phải thế chứ, tối tôi sang bà ăn cơm nhá. Vâng. Đi đây, bye bye. Alo, tôi nghe đây. Đã tìm được manh mối rồi à? Được rồi, tôi đến ngay. Tôi xin lỗi. Cô sao không ạ? Mày nhìn mặt tao để giống làm sao lắm à? Không cần nói nhiều, lên váy đi. Tôi không cố ý. Tại tôi đang hơi vội. Vội á? Mày vội là mày có quyền va vào tao à? Với cả lời nói của mày có giá trị á? Tao không cần biết, mày để cho tao nhanh lên. Tôi không có tiền để đền. À, hay là bây giờ thế này, cô đọc địa chỉ nhà tôi, tôi đem giặt, sau đó tôi mang cái tận nhà cho cô. Mày có bị làm sao không đấy? Nói cho mày biết nhá, cái váy của tao, tao chỉ mặc một lần. Cái thứ mà giặt đi giặt lại thì làm sao mà còn giá trị nữa? Nếu mà cô mặc một lần thì cô cũng đâu có mặc lại nữa đâu. Coi như là cái tuổi thọ của cái bộ này ngắn hơn bộ khác. Tôi không có tiền để đền. Mày có biết mày đang nói cái gì không mà? Cái váy này của tao ấy, trên dưới 20 triệu đấy, mày nghe rõ chưa? 20 triệu ấy à? Chỉ là một bộ đồ mặc trên người sao lại 20 triệu? Bằng cả 10 tháng lương tôi đi làm đấy ạ. Cái gì? 10 tháng lương mày đi làm á? Thế bây giờ tao đâu có bị rảnh đâu mà tao phải chờ 10 tháng lương rồi mày mới đủ tiền để đền cái váy này của tao. Tôi thực sự không có tiền. Tôi còn phải nuôi mấy đứa em của tôi nữa. Em của mày thì có bố mẹ mày lo. Tôi là trẻ mồ côi, tôi phải nuôi mấy đứa chúng nó. Tôi thương chúng nó lắm. Thôi được rồi, nhìn bộ dạng của mày, con biết là mày không có tiền. Hay là như thế này nhá, bây giờ mày theo tao, nghe lệnh của tao, rồi tao sẽ kiếm cho mày một công việc ổn định, gấp nhiều lần tháng lương của mày hiện tại. Thế sao? Vẫn phải trả nợ à? Ơ, mày, đồ mày có bị làm sao không đấy? Chẳng lẽ không? Và nhớ ấy, đừng bao giờ cãi lời tao, nghe chưa? Vâng, tôi biết rồi. Vào đi. Nào, đứng lên, bẩn ghế. Ai đây? Bà này, có cậu bé này, cậu ấy đáng thương cực. Lại còn không có bố mẹ nữa cơ. Phải nuôi 2 đứa em, mà chẳng có ruột thịt gì cả. Bà xem, có công việc gì không, cho nó kiếm cơm qua ngày. Cũng đáng thương thật. Cậu tên là gì? Tôi tên Hoàng. Tôi có thể làm được nhiều việc lắm. Ví dụ như là bảo vệ, trông xe. À, tôi biết lái cái ô tô nữa. Nói chung là việc gì tôi cũng có thể làm được. Chủ tịch nhận tôi đi. Không hiểu sao nhìn thấy cậu tôi lại cảm thấy rất có thiện cảm. Được rồi, tôi sẽ nhận cậu vào làm trợ lý và làm lái xe riêng cho tôi. Công việc cũng rất đơn giản thôi. Mỗi tháng tôi sẽ trả cho cậu 15 triệu, coi như là để phụ cậu nuôi mấy đứa nhỏ. 15 triệu ấy ạ? Sao? Ít quá à? Dạ không ạ, không. Cảm ơn chủ tịch ạ. Được rồi, bây giờ cậu về đi. Ngày mai tới nhận việc, tôi sẽ hướng dẫn công việc cho cậu. Dạ, cảm ơn ạ. Sao hôm nay bạn tôi lạ thế? Thường ngày bà không thích những người nghèo nghèo bẩn bẩn như thế, mà hôm nay lại chủ động giúp cậu ta. Tôi thì lúc nào chẳng thế. Tôi là một thiên thần được ông trời ban xuống đây để cứu nhân độ thế đấy. Được rồi, hôm nay thiên thần đã làm việc tốt. Thế thiên thần muốn ăn mừng cái gì nào?
ăn mừng á. Để xem nào. Như cũ. Này. Dạ. Cũng làm được một tháng rồi đây. Thế mày có định trả chị mày số tiền kia không? Dạ có. Chị Trang đưa cho em 15 triệu. Em trả tiền học cho tụi nhỏ, rồi thì tiền nhà, tiền điện nước. Em chỉ còn từng này thôi. Chị cầm giúp em, tháng sau em trả tiếp ạ. Cái gì đấy? Chỗ này có mỗi 3 triệu. Dạ, tại vì là tháng này bọn trẻ con nhà em tiền học đắt quá. Chị thư thư giúp em 1-2 tháng được không ạ? Thôi được rồi. Nhưng mà ấy, mày nên nhớ, chị chính là ân nhân của mày. Nếu mà không có tao thì mày cũng không thể nào có cơ hội xuất hiện ở công ty này và lương tháng 15 triệu được. Dạ vâng ạ, em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ. Chị, em sẽ trả chị sau nhé. Ừ. Dạ, em xin phép ạ. À mà từ từ đã. Nếu mà tao đợi mày trả cái số tiền còn lại kia ấy, thế thì lâu lắm. Hôm nay tao có một việc, nếu mà mày làm được, tao sẽ xì xóa. Dạ, việc gì thế ạ? Thế không được đâu chị ơi. Một là mày làm, hai là các em của mày sẽ không có đường sống. Cậu cầm hợp đồng này ra xe, đợi tôi ở dưới sảnh. Tôi sang phòng nhân sự có chút việc rồi tôi xuống sau. Vâng, thưa chủ tịch. Công ty gặp chuyện lớn rồi. Sao? Có chuyện gì? Bà xem bên này. Rõ ràng là bản hợp đồng này bà ký, nhưng mà tại sao chênh lệch một số tiền lớn như vậy? Chưa kể là công ty đối tác quá lời, mà trong chuyện này công ty chúng ta tài chính cũng không đủ. Mà khi mà chúng ta vi phạm hợp đồng thì chúng ta còn phải đền bù một khoản tiền lớn nữa. Trang, bà bị làm sao đấy? Sao lại như thế được nhỉ? Rõ ràng tôi đã check hợp đồng rất kỹ. Hơn nữa, khi phía công ty đối tác yêu cầu hỗ trợ tiền đầu tư, tôi đã kiểm tra cũng không ảnh hưởng gì đến công ty mình. Sao bây giờ lại như thế được nhỉ? Sao kỳ lạ vậy? Hay là công ty chúng ta có nội gián? Nội gián á? Tôi đã rất cẩn thận. Hơn nữa, cũng không có ai khả nghi. Để tôi giúp bà điều tra vụ này. Tôi đi đây. Chuyện lần trước quả là kế hoạch hoàn hảo. Nếu còn chẳng tìm ra được ai đã làm chuyện đó, mà kể cả nó có phát hiện ra được ấy, thì cũng chẳng liên quan đến mình. Vì cái thằng tài xế kia sẽ nhận hết tội mà, anh nhở? Em đúng là cao tay. Sao muốn gì ấy? Cái công ty nó cũng về tay chúng ta rồi. Chúng ta nào? Phải là của em chứ. Được rồi, của em hết. Công ty của anh cũng là của em hết, được chưa? Được rồi. À, mà anh này, dù sao thì cái Trang nó cũng là bạn thân của em. Lúc nó mà phát hiện ra được em cướp công ty đằng sau nó, thế thì có khó coi quá không nhở? Em mà cũng hiểu cái từ khó coi viết như thế nào cơ. Anh nói thế nào chứ? Dù sao cũng phải có nó thì em mới có đúng hàng hiệu để sai. Thế em định đấu thủ với cô ta để được khoan hồng à? Anh nghĩ em bị điên chắc. Hay là mình cho người gây tai nạn rồi kết liễu đời nó, để em đỡ còn phải ngại ngục khi gặp nó, và nó cũng đỡ vướng mắt em. Anh thấy sao? Đúng là em không làm anh thất vọng mà. Cứ theo ý em đi, thích gì ấy, thì anh chiều, lát anh đến đón nhá. Ok, bye bye anh. Danh con đây. Mày dám nghe lấy điện thoại của tao à? Thế thì mày chết chung với chị mày đi là vừa.
Alo, tôi nghe đây. Sao? Tìm được em trai của tôi rồi á? Bây giờ cậu gửi hình ảnh với địa chỉ của thằng bé qua cho tôi đi. Tôi sẽ tự đến đấy. Alo tôi à, không, chị nghe đây. Chủ tịch, chị chạy nhanh đi, có người muốn giết chị ngay. Cậu nói cái gì cơ? Alo, alo. Cô à? Mày biết cái giá của sự phản bội tao là gì chưa? Cô là đồ độc ác. Thả tôi ra. Thả mày ra? Mày đang mơ đấy à? Khi mà mày phản bội tao ấy, không những mày phải trả giá đâu, mà những đứa em của mày ấy, nó cũng không được sống yên ổn đâu, mày nghe rõ chưa? Tôi cầm cuộc động đến chủ tịch đấy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu. Sao mày lại nhắc đến cô ta ở đấy? Đừng nói với tao là khi mà mày nghe lén điện thoại, mày đã biết được hết. Cô ta chính là chị gái ruột của mày và đã tìm mày từ lâu rồi nhá. Chị ấy đúng là có mắt như mù mới coi cô là bạn thân mà. Sao? Thân á? Thân gì ở đấy? Đáng nhẽ những thứ nó đang có đều thuộc về tao ấy. Ông trời có mắt, cô sẽ không sống yên ổn đâu. Mày lo cho nó làm gì? Mày hãy lo cho cái măng chó của mày trước đi kìa. Có lẽ là chị mày còn đang đợi mày rồi xuống vàng đấy. Thả tôi ra. Thả ra! Dừng lại ngay! Trang, bà đến rồi đấy à? Chính thằng ôn con này, nó là cái thằng mà trao đổi hợp đồng của mình, khiến công ty của mình phá sản đấy! Tôi đang chừng trị nó đây này! Bắt lấy cô ta! Trang! Bà, Trang! Tại sao lại trói tôi lại? Tôi là bạn thân của bà mà! Trang! Trang! Em không sao chứ? Chị xin lỗi, vì chị đã không đến sớm hơn. Em không sao. Chị vẫn nhận ra em ạ. Em không nghĩ là chị em mình lại có thể gặp lại nhau. Chị đã đi tìm em ở khắp nơi, nhưng mà rốt cuộc lúc đấy là em đã đi đâu? Em nhớ hồi đấy em 5 tuổi, chị dẫn em đi mua kẹo. Em thấy ngoài đường xôn xao cái gì ấy, em chạy qua đường. Khi em ngoảnh lại thì không thấy chị đâu. Em cũng không nhớ đường về nhà. Mua kẹo xong chị quay lại chỗ của em, nhưng mà không thấy em đâu. Chị đã đi tìm kiếm em khắp nơi. Mẹ cũng vì thế mà đột quỵ qua đời. Bao nhiêu năm qua chị đi tìm em, cuối cùng cũng có ngày hôm nay chị được gặp lại em. Cảm ơn trời Phật, em không sao là tốt rồi. Chị, tại sao chị lại biết em ở đây mà cứu ạ? Em ngốc lắm. Chị là chủ tịch của một công ty, tất nhiên chị phải đề phòng tất cả những trường hợp xấu xảy ra. Việc định vị được một người đang ở đâu có khó gì. Thế chị em chúng mày, mau thả tao ra. Thả ra. Rõ ràng cô biết Hoàng là đứa em trai mà tôi tìm kiếm bao nhiêu lâu nay, mà cô lại cố tình che giấu. Nếu như là người ngoài thì không nói, đằng này cô lại là bạn thân của tôi. Được, nếu như mà cô muốn chơi tôi, tôi sẽ chơi với cô đến cùng. Tôi đã có tất cả bằng chứng buộc tội cô rồi. Cô cứ chờ mà hầu tòa đi. Chưa hết, người yêu của cô đã đồng ý ra làm nhân chứng để buộc tội cô tội làm chủ mưu việc đánh cháo hợp đồng. Cô cứ chờ mà nhận tội đi. Chúc cô hạnh phúc. Đưa cô ta đi.
để mà lên bé. Đã dọn phòng xong chưa? Mua ga giường mới chưa? Này, nến thơm các kiểu, phòng phải đẹp như phòng tân hôn đấy nhá. Anh làm rồi, khổ quá, em nói mấy tuần nay rồi đấy. Sao cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhở? Cứ hèn hèn không sang lên được ấy. À, bữa tối nay hay là mình đặt thêm cua hoàng đế hay là tôm hùm nhở? Vẽ chuyện. Bình thường em keo kiệt bùn xỉ thế cơ mà. Mày đặt trang trí xong rồi còn mua đồ ăn sang nữa. Định vừa ăn vừa khóc hay như nào? Em chẳng biết cái gì cả. Lần này chị em về nước là cũng phải 6 năm rồi mới về đấy. Vợ chồng mình mà làm phật ý chị đấy thì chỉ có mà thiệt thòi thôi. Ý em nói là có phải bà chị gái của em định cư bên nước ngoài không? Chứ còn ai nữa. Anh cứ như người trên trời rơi xuống nhở. Tập trung vào chỉnh lại cái phong thái cho đàng hoàng lên. Lần này chị về là chị ở đây cả tháng đấy. Anh mà đối xử với chị ấy không ra gì nhá, chết với em. Chị ấy thương em gái nhưng mà kỹ tính với người ngoài lắm đấy. Ê, anh là người ngoài á? Anh là chồng của em nên là cũng được tính là người trong gia đình chứ làm sao nữa. Mà ai gặp anh chào quý. Bớt bà hỏa lại. Mà con Tâm đâu rồi nhỉ? Gọi như thế rồi mà mãi vẫn chưa về. Em gọi con Tâm về đấy à? Chứ sao, nó cũng là em gái thì cũng phải gọi nó về chứ. Chứ không chị Trang lại nghi ngờ rách việc ra. Mà chuyện lần trước cũng một phần là dỗ do anh đấy. Em tém cái mồm lại. Em muốn gặp nó để dặn dò nó trước. Chứ không á, nó bếp xếp với chị Trang thì lúc đấy chỉ có vợ chồng mình thiệt thôi. Thôi thôi, chuẩn bị đồ đi, ra sân bay đón chị Trang. Ôi, chào anh ơi. À, ai đấy? Chị gái của em đây. Ôi, chị Trang. Đúng như tôi rồi. Em là chị ạ. Chắc em là Phúc, là chồng của Ngọc đúng không? Đợt cưới hai đứa vướng dịch, thành ra chị không về được. Em đẹp trai hơn ở trong ảnh cưới đấy. Mà này, em tưởng là 5 giờ chiều chị mới hạ cánh cơ mà. Sao chị về sớm thế? Thẳng bảo bọn em để bọn em chuẩn bị gì cả. À, chị có một chút việc, thành ra chị đổi vé để về Việt Nam sớm hơn. Hành lý cũng chẳng có gì nhiều, thế nên chị tự về, không phiền đến hai đứa. Ơ, sao lạ thế? Chị về, em tưởng chị về chơi dài ngày cơ mà. Có một tí đồ thế này thì có đủ dùng không? Em cứ nói đi. Chị Trang thiếu gì tiền? Cần gì ấy thì về Việt Nam mua sắm. Việc gì phải khoan vác từ đấy sang đây chị Trang nhỉ? À, thật ra thì bên đấy chị đang có một chút chuyện. Công việc làm ăn của chị đang gặp khó khăn. Chắc là chị sẽ về ở hẳn Việt Nam. Ơ, có chuyện gì thế hả chị? Có nghiêm trọng không ạ? Công ty chị có vấn đề à? Mà đến mức phải về hẳn Việt Nam ở luôn á? Chị có suy nghĩ lại không? Chứ em thấy công việc bên đấy đang tốt như thế. Về đây chẳng có cái việc gì mà kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Chị đã nghĩ kỹ rồi, không đâu bằng quê nhà. Chị nhớ không khí của Việt Nam. Hơn nữa chị cũng muốn về để ở gần các em hơn. Chị nói thật với bọn em đi. Chị có chuyện gì đúng không? Chị cứ nói đi đừng ngại. Thật ra công ty của chị phá sản rồi. Chị đang ôm một đống nợ, thế nên chị mới phải về Việt Nam gấp. Chỉ có về Việt Nam thì chị mới bắt đầu lại được. Chị ơi, cho em hỏi với. Chị nợ bao nhiêu tiền ạ? 5 tỷ. Có 5 tỷ đơn giản, 5 tỷ có là cái gì đâu. 5 triệu đô. 5 triệu đô? 5 triệu đô, bao tiền? Cả 100 tỷ đấy. Ôi thôi, 100 tỷ. Chị làm sao đấy? Sao chị lại nợ nhiều thế? Em tưởng chị là doanh nhân thành đạt thì chị phải có tiền phòng thân chứ. Ai lại nợ nhiều như thế bao giờ? Bọn em cũng không có tiền để mà lo cho chị đâu. Em yên tâm, nợ rồi cũng sẽ trả được thôi. Chị có sức, có mối quan hệ, chị tin là sẽ làm lại được. Nhưng mà trước mắt chị cần chỗ ở đã. Chị sẽ ở tạm nhà hai đứa. Còn cái số tiền chị gửi về nhờ em gửi tiết kiệm, sắp tới em rút ra cho chị nhé. Ở tạm một thời gian là bao lâu hả chị? Em tưởng là chị ở có một tháng thôi. Chắc khoảng một năm. Phải ổn định thì chị mới chuyển ra ngoài được. Vâng, thì nhà cửa thì chị cũng biết rồi đấy. Cũng chật chội, cũng chẳng có mấy phòng. À, mà cái phòng kia thì em lại cho người ta thuê ngắn hạn mất rồi. Em tưởng là chị về có một tháng, em lại cho thuê mất. Bây giờ mà hủy thì phải đền ốm ấy chị ạ. Bọn em thì đã không có thì chớ. Còn cái tiền chị gửi tiết kiệm thì... em đưa cho con Tâm nộp học rồi ạ. Chị tưởng tiền đóng học của Tâm là một khoản khác. Còn khoản gửi tiết kiệm sẽ là một khoản khác cơ mà. Ui dồi, mỗi tháng gửi cho được 4-5 nghìn đô. Tiền tiêu còn chả đủ. Tiết với chả kiệm. Em nói như vậy là sao? Tức là khoản tiền đấy đã không còn rồi à? Mà Tâm đâu?
Sao nãy giờ chị không thấy Tâm đâu? Thôi, em định là giấu chị, nhưng mà đến cái nước này em cũng chẳng giấu nổi nữa. Tâm nó bỏ nhà đi rồi chị ạ. Nó cứ học đòi cái thói ăn chơi lêu lổng, em nói nó không nghe, nó giận dỗi nó bỏ đi rồi. Còn cái tiền kia thì em đưa cho nó đóng học, em chẳng biết là nó đóng hay là nó ăn chơi hết rồi nữa. Có chuyện như vậy luôn à? Mà kể cả như vậy thì chị về Tâm cũng phải đến gặp chị chứ. Tất nhiên là em sẽ về gặp chị rồi. Chị ơi, ở bên kia chị có khó khăn không? Có ăn đủ no không đấy? Chị có vất vả không? Em nhớ chị nhiều lắm đấy. Nhớ mà chẳng thể gọi cho chị. À, thì tại vì... cô Tâm chỉ biết đến mỗi chị Trang thôi nhờ. Còn cái bà chị này thì vô hình rồi hay sao ấy? Chẳng thấy chào chị, chẳng thấy chào anh rể một câu gì cả. Chào. Con bé này, học cái điều hay lẽ phải thì không học. Toàn học với cái thói đầu đường xó chợ ở đâu đấy? Mày chào kiểu gì hả? Thôi được rồi, ba chị em lâu ngày mới gặp nhau mà lại chi chóe rồi. Thôi bây giờ cả nhà mình phải đi ăn một món gì thật ngon mới được. Chị nhớ đồ ăn của Việt Nam lắm. Em đặt nhà hàng rồi đúng không? Nhà hàng à? Em đặt nhà hàng rồi nhưng mà người ta lại bảo hết bàn. Thôi thì mình ăn ở nhà cho nó ấm cúng với tiết kiệm chị nhá. Thế hai chị em lên nhà đi, để em đi chợ. Anh Phúc à. Chợ về em à. Chị em mình vào nhà. Chờ anh thôi. Sao? Anh bảo này, em mua mấy cái đồ ăn hộp này liệu có đủ không? Hôm nay đằng nào chị Trang cũng về, hay là mình làm tương tất một tí nhá. Tương tự cái đầu của anh ấy, rốt tôi vừa thôi. Anh tưởng là tôi không muốn mời ăn ngon à? Nhưng mà anh nhìn cái đống nợ trên vai tôi đi. Nếu không phải tại anh ngu ngốc bị lừa đầu tư vào mấy cái dự án ảo ấy, thì bây giờ tôi có phải tiết kiệm bùn xỉn như thế này không hả? Mang tiếng là chị gái ở nước ngoài gửi tiền về, có dám ăn ngon mặc đẹp đâu. Đấy, lần này chị ấy về tưởng là có tiền, ai dè chỗ dựa cuối cùng cũng mất rồi đây này. Em nghe chị ấy nói rồi mà, là kiểu gì chị cũng vực dậy được thôi. Đến lúc đấy bạn chồng mình tha hồ mà ăn chơi. Em nói thật nhá, anh cứ việc mà làm đi. Suốt ngày ăn chơi ăn chơi, mình ăn bám mãn làm sao được. Mà biết bao giờ chị mới phất lại được. Để lúc đấy á, có khi hai đứa chết đói cũng nên ấy. Này, anh tưởng là em cho thuê căn phòng kia rồi, cũng có một khoản chứ. Anh bị điên à? Em nói thế thôi, để cho chị không ở nhà mình. Bây giờ ở nữa thì tiền ăn uống sinh hoạt ai trả ai lo. Đã không có tiền thì chớ lại còn nuôi báo cô, để mà chết à? Đi vào đi, tính sau. Chị ơi, chị đừng ở đây nữa, chị qua nhà em ở đi. Mặc dù nhà em không đầy đủ tiện nghi, nhưng mà đủ để cho chị sống thoải mái. Nếu mà chị sợ nhà nhỏ quá thì em sẽ đi thuê nhà khác rộng hơn để cho chị ở nhá. Chỉ cần chị ở với em thôi, còn lại em sẽ lo hết. Nếu như mà ở nhà Ngọc không tiện thì chị sẽ sang ở cùng với em. Mà em cũng đừng lo, mặc dù ở nước ngoài chị có một khoản nợ, nhưng mà đấy là trên danh nghĩa công ty. Trước khi về Việt Nam chị đã gom góp được vài tỷ để có thể về Việt Nam bắt đầu lại. Chị nghĩ sẽ đủ cho chị em mình trang trải thời gian đầu. Thật thế ạ? Em biết chị gái của em là một người cực kỳ tài giỏi mà lại. Chị phải mang tiền mặt về, bởi vì tài khoản nước ngoài của chị bị phong tỏa rồi. Còn chị lại không có tài khoản Việt Nam. Ngày mai em đưa chị ra ngân hàng, chị sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em nhé. Vâng ạ. Chết rồi, dở rồi, làm sao bây giờ? Em cứ tưởng là bà hết tiền rồi, ai ngờ bà vẫn còn. Lúc đấy em lại lỡ thể hiện thái độ quá rồi. Bà ấy đưa tiền cho con Tâm, có khi phải đến mấy tỷ ấy, làm sao bây giờ? Anh đã bảo em rồi là đừng tỏ cái thái độ rõ như vậy, bây giờ bà ấy biết rồi đấy. Thế lúc đấy ai chả sốc, nghĩ được cái gì nữa? Này, bà ấy mà đưa hết tiền cho con Tâm là vợ chồng mình móm đấy. Móm à? Thôi được rồi, để nghĩ cách đã. Anh bảo này, bây giờ chuyện đằng nào cũng lỡ rồi, xin cũng không được, chỉ có một cách thôi. Cách gì? Trộm. Trộm á? Thế nào? Mà thôi không được đâu, dù sao đấy cũng là tiền của chị ấy. Chị cũng hết lòng hết dạ với vợ chồng mình rồi, lại còn đang khó khăn nữa. Anh bảo này, ngày hôm nay kiểu gì chị cũng ở đây đúng không? Bây giờ nhá, cái số tiền trong vali của chị ấy cũng không thể mang ra ngoài được. Em dụ chị ấy ra ngoài, xong rồi giữ chân chị ấy một tí, anh sẽ lẻn vào. Lúc mà chị ấy biết ấy thì mình cứ chối, biết đâu được mà lần. Có chứng cứ gì mà bắt tội mình đúng không? Chỉ còn một người nữa biết chuyện ấy là cái Tâm, thì mình đổ hết tội cho nó là được. Em không lo cho bản thân em đi, chị ấy mấy tỷ liền, lấy có một tí nhằm nhò gì. Mấy hôm nữa bọn vay đặng lại đến, em tính như nào? Em
Thôi, cũng được, theo ý anh đi. Ai bảo chị Trang thiên vị con Tâm cơ. Có chuyện gì mà em lại gọi chị ra cà phê để nói chuyện thế này? Không tiện nói chuyện ở nhà. Thì tại vì chị mới về nước mà em lại không tiếp đón chị cẩn thận tử tế được, nên coi như hôm nay em mời chị cốc cà phê để đền bù. Có sao đâu, chị biết hai đứa sống cũng không dễ dàng gì mà. Thôi, bây giờ đi về nhà, ba chị em mình tâm sự. À, thực ra em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện đấy có liên quan đến Tâm ạ. Thực ra 2 năm trước không phải là Tâm bỏ nhà đi, mà là em đuổi nó đi đấy. Nó xui chồng em là ăn trộm tiền chị gửi về để ăn chơi. Chồng em không đồng ý. Thế là Nó dụ dỗ chồng em, cũng là anh rể của nó, để làm chuyện đấy á. Tâm đây à, em làm anh giật hết cả mình đấy. Mới 2 năm không gặp nhau thôi mà em đã phũ phàng với anh như vậy rồi à? Em quên chuyện tình của chúng mình năm xưa rồi sao? Tôi và anh không có chuyện gì hết. Em quên rồi à? Chính em là người đã cố tình quyến rũ anh cơ mà. Thế nhưng mà chưa kịp làm gì hết thì bị chị gái của em phát hiện. Anh im đi. Chính anh là người mưu mô hại tôi. Chính anh là người lén bỏ thuốc và bắt tôi làm chuyện đấy. Chị gái tôi thật là ngu ngốc khi tìm loại người như anh ấy. Chị Ngọc đi đâu mà không ở nhà ấy nhở? Đi học về thì uống nhé. Ngon thế. Anh ạ, em không biết là anh còn ở nhà, để em đi ra ngoài ạ. Ấy, cứ ngồi xuống đã. Chị em không ở nhà là một cơ hội tốt chứ sao? Anh nói gì em không hiểu ạ. Anh biết là em thích anh từ rất lâu rồi, và anh cũng thích em mà. Em xinh gái hơn chị gái của anh nhiều, không những trẻ hơn mà còn hấp dẫn hơn nữa. Anh đừng có nói chuyện của đấy. Tôi sẽ mách chị Ngọc đấy. Sao người tôi lại nóng thế này? Có phải là anh bỏ cái gì vào chốc công nước này rồi đúng không? Đấy, em là còn thông minh hơn nữa. Anh bảo này, chiều anh đi nhá, rồi anh sẽ lén lấy trộm tiền của nó cho em. Anh biết là bà chị Trang ở nước ngoài của em gửi về rất nhiều tiền, nhưng mà nó kẹt xỉ ki bo không cho em một đồng nào cả. Em yên tâm, anh sẽ lấy tiền của nó cho em nhá. Nào. Không ai ở nhà hay sao mà cửa mở thế này? Anh Phúc, Tâm ơi. Sao lại là giờ này nhỉ? Đừng, Tâm ơi. Anh bảo không được rồi mà, đừng làm như thế. Tâm con xanh này. Mày đừng nói đi. Ngọc ơi, em nghe anh giải thích đã. Anh đã bảo là anh không muốn rồi, nhưng mà Tâm nó cứ thế. Mày con xanh này. Tao chăm mày từng ly từng tí, thế mà bây giờ ở sau lưng tao
Mày dám làm chuyện đồi bại như thế à? Mày có là con lừa nữa không hả Tâm? Hả? Cút! Cút ra khỏi nhà ta! Baby à, chuyện thì cũng đã lỡ rồi, em thì cũng bị mang tiếng rồi. Hay là em cũng muốn chúng mình tiếp tục cái câu chuyện mà còn đang dang dở năm ấy? Con lợn này, rượu mời mày không uống mày thích uống rượu phạt à? Tôi không còn là con Tâm của ngày xưa, để anh thích bắt nạt là được thôi nhá. Mày... Tao không thèm cái loại như mày nữa. Tránh ra, tao đang có việc của tao. Anh không được làm như thế. Bỏ ra. Chị em lũ chúng mày đúng là một lũ ngu xuẩn. Đống tiền này sẽ thuộc về tay tao, và tao cũng sẽ bỏ luôn con chị của mày. Tao chán cái cảnh chó chui gầm trạm, bị nó sỉ nhục lắm rồi. Cái gì đấy? Tiền âm phủ à? Chúng mày lừa tao à? Chúng mày lừa tao à? Hả? Sao? Cậu muốn làm gì? Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa? Bao nhiêu lâu nay em bị hắn ta dắt mũi đấy. Ngọc ơi, nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh làm chuyện này là vì em, vì chúng ta. Em đừng nghe những lời người khác nói. Người ta đã cố tình chia rẽ anh và em đấy. Thằng chó, sao mày dám làm thế với em tao? Sao mày dám làm thế với tao hả? Đến bây giờ thì tao ngửa bài luôn nhá. Đúng, là tao làm đấy. Mày làm gì tao? Mày không có quyền phá xét tao, mày hiểu chưa? Mày cũng chỉ ăn bám con chị mày thôi. Giờ con chị của mày phá sản rồi, để tao xem chúng mày sẽ sống kiểu gì. Đống tiền này cũng chỉ là tiền giả. Thế thì cậu không biết rồi. Công ty của tôi không hề phá sản. Đây chỉ là một màn kịch do tôi bày ra, để muốn xem ai thật lòng với mình và ai tư lợi cá nhân. Điều quan trọng nhất là tôi muốn đòi lại công bằng cho em gái của mình. Chị Trang, vậy là công ty của chị không phá sản. Chị làm thế là để thử lòng bọn em ạ. Về Việt Nam định cư là thật, nhưng trước khi chị về, chị đã cho người về kiểm tra trước rồi. Chồng em vốn dĩ là một tên vô công rồi nghề, sống ăn bám ở vợ, dùng số tiền mà chị gái của vợ gửi về đi bao nuôi gái, và cả em út của tôi nữa, bị đổ oan đến mức buộc phải rời khỏi nhà, phải bỏ học đi kiếm tiền. Chị có lỗi với em. Em không sao mà, chị mới là người vất vả chứ. Còn cả em nữa đấy Ngọc ạ. Số tiền chị gửi về không hề ít, vậy mà em lại giữ làm của riêng mình, để rồi bị lừa đến mức nợ nần chồng chất như thế này. Trách hắn ta một thì phải trách em gấp 3-4 lần. Quá tham lam, quá thực dụng, lại còn dễ tin người nữa. Tao không biết, là nó đưa tiền cho tao. Chuyện của nhà mày tự đi mà giải quyết với nhau. Không chạy được đâu, ở ngoài kia đã có người chờ cậu đấy. Chị Trang, em xin lỗi. Tại vì mình lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn, nên em mới muốn tiết kiệm để đề phòng cho những lúc quan trọng. Như cái lúc bố mẹ mất ấy, nếu như nhà mình có tiền, chị đã không phải đi làm xa, chị em mình đã bớt khổ rồi. Em cứ nghĩ là chị thiên vị cái Tâm nên em... Ngốc ạ, hai đứa đều là em của chị đều yêu thương hai đứa như nhau. Nếu như nói về thiên vị thì là chị thiên vị em hơn đấy. Suy nghĩ của em không sai, nhưng việc làm của em sai rồi. Sai thì phải sửa, em phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Nếu như em thành Tâm thì chị sẽ cho em cơ hội. Chị, em xin lỗi. Tâm, cho chị xin lỗi nhá. Nếu mà chị Trang đã bỏ qua cho chị rồi thì em cũng sẽ bỏ qua. Nhưng mà nếu mà chị còn đối xử tệ với chị Trang thêm một lần nào nữa, cả với em ấy, thì em không được yên đâu nhá.